cái bí quyết để làm sao mà biến một cái làn da ngăm đen và nhiều mụn trở thành một cái làn da trắng sáng mịn màng như thế này. Thì những bạn nào, những ai biết Hiền từ nhỏ tới lớn thì sẽ biết Hiền không phải là có cái nền da giống như thế này đâu nha, không phải là đẹp sẵn đâu, mà trước đây Hiền cũng rất là xấu, da rất là xấu luôn á. Thì khi mà Hiền biết đến cái việc làm đẹp thì đầu tiên là Hiền đã làm sạch da và trị mụn. Thì khi mà cái da của Hiền trị mụn khỏi rồi đó, là bắt đầu Hiền chăm vào cái việc dưỡng da, nào là làm sạch da nè, cấp ẩm nè, rồi chống nắng cho da. Thì trong đó nó sẽ có rất là nhiều cái bước nhỏ nữa, và khi mà Hiền biết đến các sản phẩm nào tốt Hiền đều sử dụng nha các bạn nha. Thí dụ như là Hiền có uống cả Green Beauty là một cái sản phẩm làm thanh lọc cơ thể, tốt cho cơ thể. Hiền có uống cả G3 là một cái loại tốt cho sức khỏe. Hiền có uống cả nhị hoa nghệ tây. Đó là những cái mà Hiền cảm thấy uống được, dễ uống thì Hiền đều mua về để Hiền sử dụng, kể cả cái hoa đậu biếc Hiền cũng có luôn. Nói như vậy để cho mọi người biết được, không phải là muốn đẹp là cái gì nó nhanh gọn lẹ là không có đâu, nhưng mà nó sẽ phù hợp với mình. Tức là thay vì Hiền không uống thuốc được thì Hiền sẽ không chọn những cái viên collagen hay là những cái sữa ong chúa, tại vì Hiền thấy nó giống viên thuốc và Hiền rất là khó uống. Nhưng ngược lại thì Hiền lại uống cái này. Cái này thì nó có cả collagen luôn, nó có cả sâm tố nữ, nó có cả vitamin E, vitamin C. Mọi người biết không, nhìn nó cũng rất là giống cái viên thuốc. Ban đầu Hiền không dám uống đâu, thật sự là ban đầu Hiền không có uống được, nhưng mà chị Kim Anh đã thuyết phục Hiền và chị nói rõ với Hiền là cái này nó không có phải là thuốc, cũng không có đắng như thuốc, không có vị thuốc, nên là Hiền mới mon men Hiền đem về Hiền sử dụng. Và khi mà Hiền sử dụng lần đầu tiên thì Hiền thấy quả đúng là như vậy, nó không có mùi thuốc, nó không khiến cho Hiền cảm thấy là khó chịu khi sử dụng, cho nên là cái sản phẩm này nó Hiền mới sử dụng được. Còn những cái sản phẩm mà thấy giống cái viên nhộng này là Hiền không bao giờ đụng tới luôn, rất là sợ thuốc. Và đây là buổi tối của Hiền nha. Bây giờ trong cái thời điểm này, buổi tối của Hiền là Hiền sử dụng cái serum nè và cái kem dưỡng ẩm ban đêm. Thì nhiều khi cái da của Hiền nó hơi khô thì Hiền sẽ dùng thêm cái xịt khoáng để cấp ẩm cho da. Đó, nó rất là nhiều thứ luôn. Ngoài ra lâu lâu Hiền còn xông hơi nè, Hiền tẩy tế bào nè, Hiền còn đắp mặt nạ nè, và kể cả Hiền dùng máy nâng cơ da rất là nhiều cái luôn. Da của Hiền đẹp rồi nha, nhưng mà Hiền vẫn thỉnh thoảng vẫn tái tạo da của mình nữa. Đó, hôm nay Hiền mới kể ra hết tất cả các khâu này để cho mọi người biết là cái quá trình chăm da của Hiền cũng rất là nan giải, cũng rất là bài bản, rất là kỹ lưỡng luôn, chứ không phải là nói là đẹp từ nhỏ tới lớn là không có đâu nha. Nên là bạn nào muốn có da đẹp như Hiền thì Hiền khuyên là hãy sử dụng những cái nào mà mình cảm thấy tốt, cần thiết cho da là phải dùng, chứ không thể nói là tại Hiền nó đẹp sẵn, hay là tại vì nó còn trẻ, nó còn nhỏ nên nó da vậy. Không có đâu mọi người ơi, bây giờ mà Hiền không có chăm da của Hiền á, Hiền 30 mấy tuổi rồi, nếu mà không chăm da ha thì cái giờ da nó như 40 tuổi là bình thường thôi nha. Nên câu cuối cùng là mọi người ơi, chăm da đi để cho mình luôn trẻ đẹp.